Hôm nay là ngày 10 18 18 tháng 9. Có mấy ông thợ đang sửa cho cái chú cho cái bé tâm thần. Sao chị không mang dép vô? Trời ơi. Em đi em sợ một cái là bán. Thôi giờ lập nhà mà không mang dép vô rồi sao được. Thôi mang dép vô đi để đinh không á. Đây là 19 tháng 8 đang lập nhà cho cái chị đó.